Chào đón cô, bác, anh chị em và các bạn đã đến với kênh HD Live. Bánh cúc cây là một biểu tượng cho mùa Giáng sinh, có nguồn gốc từ Pháp với tên gọi là Bûche de Noël, có nghĩa là cúc cây lễ Giáng sinh. Sao lại có chiếc bánh cúc cây trong ngày lễ Giáng sinh? Một trong những giả thuyết cho rằng món bánh này bắt nguồn từ tục lệ của người Celtic cổ đại đốt những cây gỗ to thâu đêm vào ngày cuối năm để mừng sự trở lại của mặt trời sau những ngày mùa đông lạnh giá. Tro của khúc gỗ này được giữ lại để chữa bệnh và bảo vệ ngôi nhà khỏi bão sét và quỷ dữ. Và nếu thân cây cháy trước lúc kết thúc lễ hội thì đó là báo hiệu một điểm chẳng lành cho cả năm. Truyền thống đốt những cây gỗ to dần biến mất khi xuất hiện những lò lửa nhỏ trong nhà. Người ta thay xúc gỗ lớn bằng những cành cây nhỏ đặt lên trên bàn và treo trên đó nhiều kẹo, vật liệu trang trí để đón khách. Về sau, cành cây này dần biến đổi thành bánh cúc cây quen thuộc trong mùa Giáng sinh như ngày nay ta vẫn thấy. Theo tục lệ, vào đêm trước Noel, người phương Tây thường vào rừng chặt một cúc cây lớn, đem về nhà và làm lễ dâng rượu. Cúc cây được đặt trên lò sưởi, rắc thêm ít dầu, muối, rượu nóng và mọi người bắt đầu nghi lễ cầu nguyện. Tương truyền rằng tiếng lửa kêu lách tách và bột than từ cúc cây đã cháy này sẽ bảo vệ ngôi nhà khỏi thiên tai và sự xâm nhập của ma quỷ. Hiện giờ, bánh cúc cây phổ biến ở châu Âu và Mỹ rồi dần lan tỏa đến các nước châu Á. Nhiều người quan niệm rằng ăn bánh cúc cây sẽ đem lại may mắn trong năm mới và tránh khỏi điềm dữ. Chính vì thế, cứ mỗi dịp Noel, dù ở bất kỳ quốc gia nào, chỉ cần có tổ chức lễ Giáng sinh là những chiếc bánh cúc cây này sẽ được xuất hiện. Vì vậy, vào mỗi dịp Giáng sinh hàng năm, Huyền Trâm cũng vào bếp và bắt đầu làm một cái bánh hình cúc cây trang trí, mong mình sẽ gặp được nhiều may mắn và tốt lành. Và để làm bánh cúc cây này thì rất là đơn giản. Huyền Trâm đã làm một video hướng dẫn về cách làm bánh cúc cây Noel rất đơn giản tại nhà. Mời mọi người cùng tham khảo nhé!